Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món chay ngon dễ làm từ tàu hủ kỳ. Tàu hủ kỳ khi làm xong thì mình ăn cùng với bún hoặc là bánh hỏi để vô bánh mì, ăn với cơm đều rất ngon nha các bạn. Ăn kèm với các loại rau sống, rau thơm, dưa leo. Đặc biệt thì miếng tàu hủ kỳ dai ngon và rất là thấm vị. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có 3 lá tàu hủ kỳ khô, 70g sốt xá xíu chay, 2 thìa canh nước tương và 1 thìa canh tương ớt, nửa thìa cà phê đường với bột ngũ vị hương, một ít tiêu xay, và ở đây thì mình sử dụng một trái dừa tươi. Lá tàu hủ kỳ khô này thì mình sẽ không sử dụng cái viền cứng, mình sẽ gỡ ra hết. Thì các bạn có thể thay thế bằng lá tàu hủ kỳ tươi đều được nha. Và mình sẽ đi làm cái phần sốt để quét lên trên lá tàu hủ kỳ. Thì mình để bột ngũ vị hương cũng như tiêu xay, đường và nước tương. Thêm vô đây là tương ớt cho có vị cay nhẹ. Rồi mình cũng để sốt xá xíu chay. Thì phải có cái sốt này mới ngon nha các bạn, cho ra cái mùi thơm á. Vấy đều cho phần gia vị tan đều. Thì trong cái sốt xá xíu chay này á, thì cũng có cái vị mặn rồi, nên mình không cần nêm hạt nêm chay thêm á. Về cái phần sốt thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha. Và nêm cũng đừng có quá mặn á, cho nó hơi nhạt một tí á. Đây là phần sốt thì mình nêm nếm gia vị cũng vừa ăn rồi. Lá tàu hủ kỳ á, thì trước khi mà mình quét cái phần sốt lên á, mình cũng đã nhúng đều cái phần nước lên trên cái lá tàu hủ kỳ rồi, để cho mềm, lát mình gói lại cho dễ á. Xong rồi mình sẽ quét cái phần sốt mà lúc nãy mình có làm trước, quét đều lên trên cái lá tàu hủ kỳ như vậy. Khi quét đều xong á, thì mình sẽ gói lại. Tiếp tục mình cũng quét lên trên cái lá tàu hủ kỳ. Mình làm đến khi nào á, mà mình cảm thấy cái lá tàu hủ kỳ á, đều cái phần sốt là được. Và mình quét trước cái phần sốt như vậy á, thì lá tàu hủ kỳ á, mình ăn rất là ngon và lại thấm vị á. Rồi mình cũng gói lại. Tiếp tục cũng quét cái phần sốt lên. Khi phần sốt đều hết rồi, mình gói lại những cái miếng cho dừa. Rồi tiếp tục mình làm đến khi nào hết. Tàu hủ kỳ khi mà mình gói xong rồi á, thì sẽ để vô một cái sẵn, rồi để vô đây á, vài lát sả, để khi mình hấp á, phần tàu hủ kỳ á, được thơm cái mùi của sả hơn. Mình sẽ hấp cái phần tàu hủ kỳ này là 15 phút, hấp như vậy để cho tàu hủ kỳ á, được kết dính. Thì các bạn không hấp á, mình có thể chiên trực tiếp. Rồi mình đem phần tàu hủ kỳ khè, còn đây mình hấp xong rồi mình chiên, rồi mình mới khè. Thì đây phần tàu hủ kỳ mình hấp giờ cũng chín rồi, mình sẽ gấp ra ngoài rồi để cho nguội. Bắt một cái chảo lên cho dầu ăn vô, rồi để phần tàu hủ kỳ miếng vô mình sẽ chiên, chiên cho vàng đều hai mặt. Tàu hủ kỳ khi mình ướp gia vị trước như vậy á, thì tàu hủ kỳ rất là thấm vị và rất là thơm luôn nha các bạn. Thì giờ mình sẽ gấp miếng tàu hủ kỳ này ra ngoài giấy thấm dầu
Tiếp tục chia những miếng còn lại. Cho cái phần nước dừa vô chảo để mình đi khìa cái phần tàu hũ kia. Rồi để vô đây một ít nước tương, thì trong nước dừa cũng có cái vị ngọt tự nhiên rồi, nên mình không cần nêm hạt nêm chay như các bạn. Nấu cho phần nước dừa kẹo lại. Và nước dừa thì giờ cũng kẹo lại rồi. Mình sẽ để những miếng tàu hũ kỳ mà lúc nãy mình có hấp á, vô để mình khìa. Và khi để phần tàu hũ kỳ vô á, thì mình sử dụng mức lửa là nhỏ, để cho gia vị nước dừa thấm đều vào trong miếng tàu hũ kỳ. Rồi mình cũng chở bề qua lại cho đều á. Mình sẽ khìa cho cái phần nước dừa kẹo lại, thấm đều vào trong cái lá tàu hũ kỳ là được. Và đây thì mình khìa giờ gia vị nước dừa cũng thấm đều vào lá tàu hũ kỳ rồi. Giờ mình sẽ đem ra ngoài. Và mình sẽ cắt cái phần tàu hũ kỳ khìa cho các bạn xem nha. Đặc biệt cái miếng tàu hũ kỳ rất là thấm vị luôn. Thì các bạn đậm thử cái món tàu hũ kỳ, rồi mình tẩm gia vị ớt, xong rồi cái mình khìa với nước dừa, ăn ngon, lại không bị ngán. Giờ món tàu hũ kỳ khìa nước dừa tươi mình cũng làm xong rồi. Tàu hũ kỳ này thì mình ăn với bánh hỏi hoặc để vô bánh mì, ăn với cơm, với bún đều ngon nha các bạn. Đặc biệt thì miếng tàu hũ kỳ á, dai ngon, thấm vị, ăn có vị ngọt tự nhiên từ nước dừa tươi. Và mình cũng có thể làm những món chay đãi tiệc vừa ngon, đẹp mắt. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.